chỉ các bạn pha mắm tôm này, pha mắm tôm này, nước cốt chanh. Các bà có thể pha vào một tí nước lọc cho nó đỡ đặc, nhưng mà mấy má trên mạng bảo tôi là không biết pha mắm tôm. Các bà đun nước sôi, đun sôi để nguội. Còn có những người ấy, người ta kỹ ấy, người ta còn pha đến người ta pha bằng nước chè tươi hoặc rượu. Chờ thì nha. Mùi mắm tôm bay trong nhà. Bắp chanh. Thế này à? Trời, ngày xưa không biết má ơi. Mắc vòng tay mới chết. Các bà chỉ cần cho chanh, cho đường, cho chanh, cho đường với cả là cho chanh này, đường, dầu ăn, ớt, xong, đâm. Mấy má mà chê tôi là pha cho nước lọc đây, cho nước chanh vào đây, ok. Mắm tôm đổ vào đây. Chanh đi mấy bà. Chanh. Rồi đường. Nước mắm tôm lại. Một. Hai. Hai muỗng muối rưỡi. Rồi xong. Xong múc là dầu ăn. Dầu ăn mới chiên đậu. Đó, múc miếng dầu ăn vừa mới chiên đậu. Nha. Yeah. Sau khi là cho các bà cứ việc chanh. Đó. Các bà khoanh lên. Ok. Đó, mắm tôm nha em. Còn cái này thì sao? Cái này bỏ rồi không? Cũng lạnh lại phải không? Tí nữa con cho vào con ăn luôn đây. Con chờ cái này xong con ăn luôn, con chờ bắt tiền xong con xong rồi. Thôi ạ, các bạn nêm sao cho vừa phải được. Thêm miếng đường nha. Cho đường vào từ từ như mấy bà. Đấy, thế là xong. Các bà không bị cho nước. Cứ đường, tắc hoặc chanh.
Được. Với cả dầu ăn mà mới chiên đậu xong cho vào. Thêm miếng chanh. Thấy nó chưa được thì cho thêm miếng chanh thôi. Thấy nó hơi đậm các bạn cho thêm miếng chanh. Lấy gì mẹ? Lấy cái hũ dầu chua với hũ nước mát. Đồ chua con ấy thôi mà. Không. Dưa chua để cho nhà gì á? Chúc các bạn thành công. Mua mắm tôm ở Việt Nam nhà em bán nha, Mỹ bán nha. Ở Mỹ em bán hai chai. Hai chai nhỏ nhỏ như vừa xong á. Hai chai là 26 đồng nha, chưa có phí ship. Các bạn mua một lần đấy, đấy các bạn thấy không? Một chai mắm tôm nó chỉ thấy được một hũ này thôi. Nên là các bà, tại vì là nó phải đi theo được gọi là pound. Khi mà đóng hàng sang đây xong rồi đến khi mà em phải đóng cái chai nhỏ đấy. Để khi sang đây là làm thành pound cho khách. Một lần đi ấy như vậy ấy, là nó tính đơn hàng ấy, là người ta tính theo pound nên các bạn thông cảm. Chứ còn cũng muốn làm chai to cho đỡ tốn tiền cái túi nhựa đấy. Cái tội cắt chanh và với cái tiệm hay cắt nhỏ này. Một lần vắt luôn cho có. Mà cái này con không có ăn thế không? À. Không, tí con thả con ăn đấy mẹ. Thả luôn hả? À? Vâng. Là bây giờ nước sôi là thả luôn không? Đây, thả xong rồi. Đây mẹ thả dùng con đi xong rồi con ra con ăn luôn đây. Xong con rửa bát luôn đi, con tắm cái đấy, chồng con hết đây này. Chắc 10 phút hắn về ha. Kiến ơi, con ăn xong chưa? Ăn xong rồi bê cái thùng quần áo mà bà nội mới sấy cho đã. Đi lên nè, xong mà thích mặc bộ nào thì lấy ra bộ đấy, lấy ra 2 hoặc 3 bộ nha. Khẩn trương nè. Làm cái gì phải tác phong công nghiệp nha. Lại lên. Con còn 10 phút cho ba con về đến nơi là mà chưa xong xuôi là thôi là ăn cám bây giờ này. Cái tội lê lê này, lại chuẩn bị ăn cám này. Ăn cơm ăn cám. Cái gì? Hai về cám mà mẹ chưa làm xong đồ ăn rồi. Đỉnh của chóp rồi. Bye bye cả nhà. Liên hệ em nha. 7146422277 là bên Mỹ. Ở Việt Nam gọi 0905644699 ha. Giáp lại này. Con đang giáp con mắm tôm. Rồi mắm tôm cẩn thận. Mẹ yên tâm. Con này rất cẩn trọng với bọn mắm tôm này. Rồi, xong. Bye bye cả nhà.